Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng hôm nay do Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Thưa quý vị, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chủ trương định hướng, chiến lược để bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học. Hiện nay, toàn tỉnh có 7 khu rừng đặc dụng đã hình thành với tổng diện tích 131.000 ha. Bên cạnh nguồn đầu tư của tỉnh, Trung ương, Quảng Nam tranh thủ hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực hiện hiệu quả các dự án đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng thường nằm trong lâm phận của các khu vườn quốc gia, các khu bảo tồn. Từ năm 2000 đến nay, Quảng Nam huy động triển khai nhiều dự án viện trợ không hoàn lại ODA và tài trợ như dự án Trường Sơn Xanh, quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học của các cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học của Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ thông qua WWF, tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn. Các dự án nhỏ do tổ chức USFS, Hội Bảo vệ Động vật Frankfurt Đức, các dự án đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, hỗ trợ điều tra, giám sát đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, thông qua thực hiện các dự án đã giúp đỡ cho các khu bảo tồn, vườn quốc gia, giám sát các loài chủ chốt, hỗ trợ xác lập các khu rừng đặc dụng, nâng cao nhận thức cộng đồng và phát triển sinh kế vùng đệm. Từ nguồn vốn và mục tiêu hướng tới của các dự án cũng giúp cho Quảng Nam triển khai một số hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu vực ưu tiên. Ngoài ra, việc phối hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước giúp tỉnh cải thiện đời sống cho người dân thông qua các mô hình sinh kế bền vững, phát triển chuỗi giá trị cho các cộng đồng địa phương đang sống phụ thuộc vào rừng. Trong giai đoạn 2011-2023, Quảng Nam đã trồng được 90.775 hecta rừng, khoanh nuôi rừng trên 116.600 lượt hecta. Theo đánh giá chung, qua các giai đoạn khác nhau, công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, diện tích và chất lượng phát triển rừng ngày càng được nâng cao. Cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện khoán bảo vệ rừng trên 1 triệu lượt hecta, trồng mới 65.700 hecta, khoanh nuôi 84.043 lượt hecta, đưa độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh từ 48% năm 2011 lên 51,5% năm 2015. Trong giai đoạn 2016-2023, Quảng Nam đã thực hiện khoán bảo vệ rừng trên 3 triệu lượt hecta, trồng mới trên 25.000 hecta, góp phần quan trọng nâng độ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 58,8% như hiện nay. Cùng với thực hiện trồng khoanh nuôi tái sinh rừng, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành chức năng trong quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là vùng rừng giáp ranh giữa các tỉnh, huyện, xã và chủ rừng. Hiện nay, toàn tỉnh đã phân công bố trí 150 công chức kiểm lâm làm việc tại địa bàn cho 197 xã có rừng để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng từ cơ sở. Ngoài ra, công tác xử lý vi phạm luôn được tăng cường. Bình quân hàng năm, lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam đã kiểm tra phát hiện và xử lý hơn 300 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, chuyển cơ quan chức năng xử lý hình sự, nhiều vụ án, thu nộp ngân sách gần 10 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ dự án trị giá hơn 1,9 tỷ đồng do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tài trợ. Theo đó, khoản viện trợ mây keo tre bền vững tương đương hơn 1,9 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại sẽ được thực hiện tại Quảng Nam trong thời gian từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. Mục tiêu chủ yếu của dự án là hỗ trợ đẩy mạnh chuỗi cung ứng lâm sản bền vững, trao quyền cộng đồng trong quản lý và phát triển sản xuất, cải thiện khả năng phục hồi rừng và đa dạng sinh học, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm để nhân rộng các thực hành tốt. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng nội dung được phê duyệt, thực hiện đúng quy định của nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, thực hiện hoạch toán thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán đối với hiện vật viện trợ và định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thực hiện khoản viện trợ theo đúng quy định. Huyện Tây Giang vừa tổ chức hội nghị tư vấn phát triển chuỗi giá trị bền vững cho cây quế và cây ăn quả trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, chuyên gia tư vấn giống cây trồng Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương truyền đạt kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị, hiệu quả mang lại từ cây quế và cây ăn quả, giới thiệu một số giống cây trồng mới có tiềm năng phát triển, trong đó chú trọng về cách trồng, chăm sóc, điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng, định hướng phát triển và dự báo thị trường tiêu thụ đối với cây quế trong thời gian đến. Thời gian qua, Tây Giang xác định mục tiêu phát triển lâu dài theo hướng nông lâm nghiệp, dược liệu và du lịch, trong đó định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với bảo vệ rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển mạnh về dược liệu cây ăn quả như ba kích tại xã Lăng, A Tiên, mô hình trồng đẳng sâm tại hai xã Gari và Chơ Ôm, mô hình trồng cây quế tại các xã vùng thấp khoảng 500 ha. Định hướng huyện đến năm 2030 xây dựng vùng trồng tập trung với diện tích 1.500 ha, chuyển đổi những diện tích rừng trồng, trồng keo có điều kiện sang trồng quế tập trung với quy mô từ 0,5 ha mỗi thửa trở lên, tập trung trồng trên những diện tích cây cao su đã ngưng đầu tư và bàn giao đất cho người dân sản xuất, tập trung trồng ở những vườn nhà, vườn đồi và những diện tích đất rừng trồng có diện tích dưới 0,5 ha mỗi thửa. Huyện Đoàn Núi Thành và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh Green Việt, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh vừa tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, bảo vệ động vật hoang dã và lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến học sinh đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Núi Thành. Hơn 70 đoàn viên thanh niên tham dự chương trình được nghe đại diện Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam trình bày nội dung công tác phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã của Kiểm lâm tại huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam. Cũng tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên còn được nghe báo cáo của nhóm tiên phong trong phong trào bảo tồn loài vọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây và xem trưng bày ảnh của nhóm tiên phong trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam cũng vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa bảo vệ rừng với chủ đề Tiếng gọi của rừng bảo tồn loài vọc chà vá chân xám tại trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành. Tại chương trình, các học sinh tham gia thi trả lời câu hỏi và thuyết trình tranh vẽ về rừng, động vật hoang dã và các nội dung liên quan đến tài nguyên rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Quảng Nam, thông tin về loài vọc chà vá chân xám ở Núi Thành, thi thời trang bảo vệ môi trường. Đây là hoạt động truyền thông hưởng ứng năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia Quảng Nam 2024 nhằm nâng cao ý thức của học sinh về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần này đến mọi người xung quanh. Dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam tặng 1.000 cuốn vở cho các em học sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu. Hoạt động ngoại khóa này còn được triển khai tại các trường thuộc huyện Tây Giang, Nam Giang và Núi Thành. Thưa quý vị, nhắc đến Vinpearl Nam Hội An, người ta nghĩ ngay đến vườn thú trên sông River Safari. Tuy nhiên, có một hoạt động mà ít ai biết phía sau vườn thú đất liền lớn nhất miền Trung này là vườn thú du khảo trên sông, còn là địa điểm cứu hộ hàng nghìn cá thể hoang dã bị vận chuyển, mua bán trái phép hoặc lạc bầy. Tại mô hình cứu hộ bán hoang dã River Safari, luôn có hàng nghìn cá thể hoang dã từ khắp nơi đang được chăm sóc điều trị và chờ đủ điều kiện thì tái thả. Nói đến Vinpearl Nam Hội An, ai cũng có thể biết đến với mô hình vườn thú bán hoang dã River Safari. Tuy nhiên, có một điều ít người biết, khu vườn thú đắc liền quy mô lớn nhất khu vực Trung Bộ này cũng là trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Thường xuyên có hàng nghìn cá thể hoang dã được chăm sóc, điều trị sau khi được cứu hộ. Hàng nghìn cá thể động vật hoang dã, trong đó có không ít loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, được cứu hộ và chăm sóc trong môi trường thiên nhiên mẫu, được tái thả về môi trường tự nhiên. Vinpearl River Safari Nam Hội An đã trở thành ngôi nhà đa dạng sinh học trên đất liền lớn nhất Việt Nam. Vừa được hạ sinh tại Safari Nam Hội An, bé TT này là cá thể thứ hai thuộc loài TT Java quý hiếm đã được sinh ra tại đây. Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An đã gắn chip định danh và đặt tên cho cá thể TT quý hiếm vừa chào đời này là Sam Sam. Theo nghĩa Hán Việt, Sam có nghĩa là sắc bén nhọn, hàm ý về một sự phát triển, khả năng thích ứng của cá thể sau khi có thể hòa nhập lại với môi trường. Thông qua hình ảnh quấn quýt của mẹ con TT, những người làm công tác cứu hộ còn mong muốn gửi đi thông điệp về tình mẫu tử tuyệt vời của loài động vật đáng yêu. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã thực hiện các cứu hộ hơn 3.000 cá thể và thành công tái thả khá là nhiều loài như là TT. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã nuôi
thành công và sinh trưởng một bảng TT Java rất là quý hiếm. Chúng tôi đang cố gắng cùng chung tay với các cơ quan ban ngành để làm sao chúng ta có được một cái môi trường tốt cho các loài động vật quý hiếm. TT mẹ của Sam Sam là một trong hai cá thể TT được lực lượng kiểm lâm phát hiện và cứu hộ và chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Động vật Vimper River Safari, Nam Hội An. TT hiện đang là loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao, chủ yếu do săn bắt trái phép và mất môi trường sống. Việc chào đón một thành viên mới như bé TT một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng với sự chung tay của doanh nghiệp bảo tồn loài động vật quý hiếm này đã và đang mang lại những kết quả tích cực. Không chỉ bằng cái việc là cứu hộ trực tiếp, tham vấn, tư vấn từ xa, thậm chí là tham gia hỗ trợ những công tác mình gọi là online đấy, với tất cả các đơn vị nơi và kết nối để mà hỗ trợ với nhau, thậm chí tham gia cả những hoạt động truyền thông nữa. Dân trí họ thay đổi à? Họ có tư duy tốt hơn về việc bảo vệ động vật hoang dã. Khi có thông tin như nào thì việc đầu tiên của họ đó là thông báo đến cơ sở, thông báo đến cơ quan kiểm lâm về những việc là tôi phát hiện thấy cá thể này, tôi nhìn thấy cá thể này và đề nghị các anh chị hỗ trợ trong những chuyên môn. Đấy, trước đây thì có khi là không có chuyện đó đâu. Thế nhưng một trong những cái tác động lớn nhất mà nó hiệu quả tốt nhất đó là gì? Đã làm thay đổi được về cái tư duy này, về nhận thức. Với cơ sở vật chất, từ phương tiện cho đến thiết bị cứu hộ, chăm sóc, cùng hàng nghìn cá thể động vật hoang dã được cứu hộ thành công, River Safari Nam Hội An đã chính thức được công nhận là trung tâm cứu hộ, chữa trị cho thú hoang dã từ khắp cả nước. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, vườn thú đã được Vườn Quốc gia Pù Mát tin tưởng bàn giao hơn 1.500 cá thể thú thuộc 37 loài động vật, gồm vẹt, kỳ đà, trăng, với quãng đường cứu trợ lên đến 1.500 km. Trước đó, River Safari cũng đã đón từ Quảng Ninh 27 cá thể chuồn đất, chuột túi Wallaby, chuột lang nước khổng lồ, bị săn bắt, nhập lậu trái phép, nuôi nhốt trong môi trường sống không phù hợp, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe và tập tính sinh hoạt. Những cá thể động vật này đã hoàn toàn hồi phục và hòa nhập với ngôi nhà River Safari Nam Hội An. Đến nay, trung tâm đã cứu hộ thành công 72 loài với 3.717 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài đặc hữu, đặc biệt quý hiếm, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vimper River Safari Nam Hội An đã thực sự trở thành cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo, không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, mà còn là trung tâm nghiên cứu và bảo tồn hàng nghìn cá thể động vật hoang dã mỗi năm. Bên cạnh một điểm đến hấp dẫn với du khách, River Safari đang thực hiện rất hiệu quả vai trò của một trung tâm hỗ trợ chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã. Nỗ lực của doanh nghiệp và sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng chức năng đã cho ra một mô hình công tư về bảo tồn đa dạng sinh học đất liền hiệu quả ngay tại Quảng Nam. Chuyên mục thông tin về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo.